Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Học Anh ngữ với chúng tôi, Study English with Us. Hôm nay bài học của chúng ta sẽ là một bài học về từ vựng. Mình học bài này để chuẩn bị cho bài học tiếp theo các bạn nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Ở mỗi bài học từ vựng, TK sau khi giải thích sẽ đến phần anh Frank đọc trước cho các bạn. Sau khi anh Frank đọc, các bạn cố gắng đọc theo anh Frank các bạn nha. Mình nhìn cái khẩu hình và mình nhìn cái từ và mình cố gắng phát âm theo để chúng ta có thể học được nhé. Moderate. Mình nhấn âm đầu tiên nha các bạn. Moderate. Đây là một tính từ, có nghĩa là vừa phải hoặc là phải chăng. Moderate. Moderate. Immune system. Từ này chúng ta đã học trước đây nhiều lần rồi, nhưng mà trong bài học này nó lặp lại nên TK nhắc lại cho các bạn nhé. Hệ miễn dịch. System có nghĩa là hệ. Immune là miễn dịch. Mình ghép lại là hệ miễn dịch. Immune system. Immune system. Fight là động từ. Đấu tranh, chiến đấu hoặc là chống lại. Fight. 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 Ở trong từ fight, chúng thấy có chữ T ở cuối cùng nha các bạn. Mình đọc là fight. Fight. Phát âm luôn chữ T nhé. Kế đến mình có từ swell, có nghĩa là phồng lên hoặc là sưng lên. Swell. Swell. Lung infection. Lung là phổi. Infection là nhiễm trùng phổi. Lung infection. Lung infection. Doctor là bác sĩ y khoa. Mình nhấn âm đầu tiên. Doctor. 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 Sign là triệu chứng, dấu hiệu hoặc là biểu hiện. Mình thấy chữ N cuối cùng nha các bạn. Sign. 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 Chest là ngực. Mình phát âm có chữ S và chữ T luôn nha các bạn. Chest. 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 X-ray là hình chụp X-quang. X-ray. 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 Chúng ta có từ ray có nghĩa là tia, cho nên mình thấy chữ x-ray có khi dịch là tia x cũng được, hoặc là x-quang các bạn nhé. Ray. 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 CT là cắt lớp vi tính. CT là chụp cắt lớp vi tính các bạn nhé. Mình vào bệnh viện mình hay nghe những từ như là chụp CT, chụp CT, thì đó là chữ này các bạn nhé. CT là viết tắt của một cái từ, chút nữa thì Kê sẽ giải thích cho các bạn. Nhưng mà sau này khi các bạn nghe nói là chụp CT thì mình hiểu rằng đó là chụp các lớp vi tính. CT. CT. Computed. Chúng ta có chữ computer là vi tính nhé. Computed tomography là các lớp vi tính. Computed tomography. Computed tomography. Khi mà mình viết tắt thì mình viết tắt của cái từ đầu tiên của cái chữ. Ví dụ chữ computed là mình lấy chữ C. Tomography là chữ T. Mình ghép lại là chụp CT các bạn nhé. Ở trong từ tomography chúng ta chia thành hai phần. Phần đầu tiên là tomo. Tomo là gốc từ tiếng Hy Lạp. Ý nghĩa là cut, là cắt, hoặc là section là phần. Chữ graphy có nghĩa là đồ thị. Khi ghép lại thì chúng ta dịch là chụp cắt lớp nhé các bạn.
Scan là hình chụp. Scan. Scan. Mình lưu ý chữ N nhé. Scan. Chứ không phải là scan. 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 Chúng ta có cụm từ ground, class, opacity. Từ round có nghĩa là những cái tổn thương hoặc là những cái mảnh vỡ. Glass là kiến. Opacity là mờ. Mình ghép lại là tổn thương kính mờ. Đây là từ mà chúng ta thường sử dụng khi mà mình chụp hình phổi. Nếu mà phổi của chúng ta có vấn đề thì những cái phổi, bác sĩ sẽ là cái phổi bị mờ hay sao đó. Thì đây là một cái từ thường hay được sử dụng là tổn thương kính mờ nha các bạn. Ground glass opacity. Ground glass opacity. Khi mà viết tắt thì mình lấy từ đầu tiên trong ba chữ này là GGO, cũng là tổn thương kính mờ luôn. Frosted có nghĩa là phủ đầy băng giá, xương giá hoặc là lấm tấm. Ví dụ như trời mùa đông chẳng hạn, nếu mà lạnh quá, tuyết nó không rơi xuống nhưng mà nó rất là lạnh, thì ở trên mặt kính mình thấy có những cái vết mờ đó thì cũng gọi là frosted nha các bạn. Hoặc là khi mà mình vào trong nhà tắm, mình tắm chẳng hạn, thì cái cửa bằng kiến nó sẽ bị mờ đi, thì cũng có thể dịch là frosted. 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 Frosted glass là kính mờ. Frosted glass. Frosted glass. Shower là phòng tắm có vòi gương sen các bạn nhé. Shower. 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 Ở trong tiếng Anh thường khi mà chữ S và chữ H đứng kép chung với nhau, chúng ta phát âm là sh. Chữ S chính là chữ S Sài Gòn các bạn nhé. She shower, chứ không phải là sour, sour nha các bạn. Lưu ý chữ S và chữ H đứng chung với nhau phải đọc là sh. Shower. Both là cả hai. Ở từ này các bạn lưu ý chữ TH ở cuối cùng nhé. Khi mà có TH là mình phải để lưỡi giữa hai răng và mình đẩy hơi ra ngoài nhé. Both. 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 Bad là xấu, tồi, kém hoặc là tệ. Bad. Bad. Đây là một tính từ. Khi mà mình muốn so sánh của tính từ, ví dụ như là xấu, xấu hơn, tệ hơn hoặc là xấu nhất, tệ nhất, thì cái hơn mình gọi là so sánh hơn. Ví dụ như xấu, so sánh hơn của xấu là xấu hơn, so sánh nhất là xấu nhất. Tốt, tốt hơn hoặc là tốt nhất. Nó có hai cấp độ các bạn nhé. Thì cái chữ bad là xấu, so sánh hơn của xấu là gì? Là worse, là tệ hơn hoặc là xấu hơn. Worse. Worse. So sánh nhất là worst. Nó chỉ khác một chút xíu so với so sánh hơn thôi. Nó thay bằng chữ y bằng chữ t các bạn nhé. Worst là xấu nhất hoặc là tệ nhất. Worst. Worst. Fill làm đầy, lấp kín hoặc là tràn đầy. Động từ nhé các bạn. Fill. Fill. Fluid là chất lỏng. Chúng ta nhấn âm đầu tiên nhé. Fluid. 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 Debris. Mình lưu ý trong từ này có chữ S mà chúng ta không phát âm chữ S vì S ở đây là âm câm nha các bạn. Cho nên mình chỉ đọc là debris, không có chữ S nhé. Không phải là debris, debris, không phải nha các bạn. Debris, có nghĩa là mảnh vỡ, mảnh vụn. Debris. Debris. Serious là trầm trọng hoặc là nghiêm trọng. Mình nhấn âm đầu tiên, serious. Serious. Serious.
Harder là khó hơn. Harder. Harder. Faster là nhanh hơn. Faster. Faster. Opaque là mờ, đục. Ở trong từ này chúng ta nhấn âm số 2 nhé. Opaque. Mình lưu ý có từ cuối cùng là chữ Q-U-E. Mình phát âm là K. Opaque. 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 Spot là đốm hoặc là vết. Spot. Spot. Connect là nối lại, kết nối. Nhấn âm số 2 nhé các bạn. Connect. 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 Damage làm hỏng, gây thiệt hại, làm hại hoặc là hư hại. Mình nhấn âm đầu tiên, damage. Ở trong từ này kết thúc bằng chi với y. Khi mà mình thấy chi y, mình phát âm là ch. Damage. 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 Wall là thành, tường hoặc là vách. Wall. Wall. Swap là trao đổi. Swap. Swap. Distress là cảnh hiểm nghèo hoặc là hiểm nguy. Mình nhấn âm số 2 nhé. Distress không phải là distress. Distress là sai nhé các bạn. Mình nhấn âm số 2. Distress. 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 Chúng ta có cụm từ acute respiratory distress syndrome là hội chứng suy hô hấp cấp. Chúng ta dịch từ dưới lên trên nhé. Syndrome là hội chứng. Distress có nghĩa là suy. Respiratory là hô hấp. Acute là cấp. Hội chứng suy hô hấp cấp. Acute respiratory distress syndrome. Acute respiratory distress syndrome. Khi viết tắt chúng ta lấy từ đầu tiên trong bốn chữ này nhé. A R D S. Tired. Chúng ta nhấn âm đầu tiên. Tired là mệt mỏi hoặc là mệt nhọc. Tired. Tired. Exercise là tập luyện hoặc là rèn luyện thân thể. Mình nhấn âm đầu tiên nhé. Exercise. 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 Scar là vết sẹo. Scar. Scar. Permanent là vĩnh viễn, lâu dài, cố định, thường xuyên. Permanent. Permanent. Heal là lành lại hoặc là chữa lành. Heal. Heal. Vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thích những video của anh Frank và TK, các bạn biết phải làm gì phải không? Like và share giùm cho anh Frank và TK nhé. Cảm ơn các bạn thật là nhiều. Phần sau đây là phần các bạn cùng luyện tập chung với anh Frank một lần nữa nhé. Chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu nha. Moderate. Moderate. Immune system.
immune system. Fight. Fight. Swell. Swell. Lung infection. Lung infection. Doctor. Doctor. Sign. Sign. Chest. Chest. X-ray. X-ray. Ray. Ray. CT. CT. Computed tomography. Computed tomography. Scan. Scan. Ground glass opacity. Ground glass opacity. Frosted. Frosted. Frosted glass. Frosted glass. Shower. Shower. Both. Both. Bad. Bad. Worse. Worse. Worst. Worst. Fill. Fill. Fluid. Fluid. Debris. Debris. Serious. Serious. Harder. Harder. Faster. Faster. Opaque. Opaque. Spot. Spot. Connect. Connect. Damage. Damage. Wall. Wall. Swap. Swap. Distress. Distress. Acute respiratory distress syndrome. Acute respiratory distress syndrome. Tired. Tired. Exercise. Exercise. Scar.
scar, permanent, permanent, heal, heal. Học xong bài này các bạn có thêm một số vốn từ kha khá ha các bạn. TK và anh Frank chúc các bạn học thật là tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài học lần sau. Bye bye. So long.